À, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm việc với là C-Sharp, sử dụng toilet button ha, để có thể điều khiển led vân vân ha. Thì mình sẽ thứ nhất trước hết là mình phải tìm cách mình hiểu được cái toilet button để mình khống chế điều khiển nó ha. Đầu tiên chúng ta tạo project mới đúng không, như project đúng không, demo chẳng hạn đúng không. Đây là demo nha, demo toilet nha các bạn ha. Ok, đó ta đợi nó có tạo project đúng không, ok đúng không. Sao tối trời, ok. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta lít cái là cái đèn sáng nhà đúng không các bạn ha. Thì mình demo đơn giản như vậy thôi các bạn ha. Ví dụ là giờ mình sẽ kéo cái button này đúng không? Mình sẽ có hai cách các bạn ha. Đó, thứ nhất đầu tiên là mình lít kéo button đúng không? Đó. Chỉ cho các bạn hai cách nha. Cái button một là mình sẽ lấy một cái gì email đâu. Cái hình ảnh coi. Trong này nó có hết đó các bạn, quan trọng là chúng ta phải biết xử lý nó, dùng nó như thế nào thôi, chứ thực sự nó có hết, trong này nó có hết nha, hầu như là mọi thứ đều có hết ra các bạn ha. Chúng ta dùng cái gì ta, như là picture box nha, lấy cái picture box ha. Ok, ví dụ đó, ok thôi, rồi yes, picture box đó đây ha. Ok, đây ví dụ đây nha, mình chỉ các bạn hai cách nha. Tiếp theo mình sẽ kéo vô tầng 2 đúng không? Ok, với tầng 2 thì mình đã thôi không? Đó. Mình làm tròn tròn thôi các bạn cho đẹp ha. Ok ha. Đó. Đây nha các bạn ha. Đó, ví dụ đây là cái tầng 1 ghi sửa là ha. Cái tầng 1 ha. Bỏ luôn các bạn ha. Ok. Bỏ luôn nha. Đó, nghĩa là khi mình click vào đây là tự động gì? Khi mình click vào đây là tự động, cái chỗ này là có hình hiển thị màu đổi màu các bạn ha. Đơn giản thôi, đầu tiên là gì? Có đất của nó đúng không? Mình khai báo một cái biến gọi là biến bool nha, bool is, và mình click vào đây đúng không? Đó, if is bằng true đúng không? Đó thì làm sao? Thì chúng ta cho cái gì? Biết chữ box đúng không? Biết chữ box đúng không? Đây, một này chấm color bằng gì? Cho màu đỏ nha, chấm red, ok, chấm face, if đúng chưa? Thì sao? Mình phải xét lại, mình cho ít là bằng font lại các bạn, không nó bị lỗi ha. Font ok is if đúng không, nếu gì, nếu như is bằng gì, bằng font thì sao, ok thì các bạn cho là gì, picture box đúng không, chấm gì color, chấm back color bằng gì, color chấm gì đây, chấm green, ok đó, is bằng true lại các bạn ha, true lại ha, ok true đó. Chúng ta sẽ luôn thứ chạy các bạn ha. Đó, click đây là cái này ha, cái này nha, cái này chưa có xét, cái này xét rồi nè ha, thấy chưa, màu xanh, click cái nữa màu đỏ không, thấy chưa, đó xanh đỏ xanh đỏ xanh đỏ đúng không. Bây giờ cái tương tự như cái này, bây giờ mình sẽ cái đèn nha đúng không, trước hết là mình sẽ đưa cái đèn vào, đưa hình ảnh vào, mình chuẩn bị hình ảnh đây các bạn thấy không, cái này mình đã cho các bạn rồi đó, hai ha, hai đèn đèn thấy chưa, hai cái hình đèn này thấy chưa bạn thấy không, đó hai cái đèn không, hình trong suốt cho đẹp ha. Ok, mình đưa nó vào nha, vào đâu, mình có đắp vào nha các bạn, vào gì đây, mình chọn vào gì, và đây mình chọn đưa nó vào các bạn ha, phải add nó vào các bạn, phải add nó vào nha, phải tức là chúng ta phải add nó vào cái đã thì nó mới vào, nó không có đâu nha, bắt đầu rau này vào, bắt đầu rau của lo này các bạn, vào cho bắt đầu rau email này các bạn, add nó vào, inbox vào nha, inbox hai hình nó vào desktop này, MVTT inbox hai này vào AB đúng không, ok ông bình là nó có sẵn này rồi đúng không, ok thôi tôi giết thì chúng ta là inbox vào thôi, còn có nó có sẵn đúng không, rồi ok bây giờ chúng ta tiến hành click đúng không, cũng ta link đất vào nước được, chúng ta cũng link đất vào lúc này đúng không, đó đầu tiên chúng ta xếp cho cái này là đèn tắt chẳng hạn đúng không, thì chúng ta chọn cái đèn tắt đúng không, chúng ta chọn một gì background ai mai, đầu tiên chọn đèn tắt đúng không, chọn đèn B là tắt đúng chưa, đèn A là tắt đúng không, ok không, sao các bạn mình chọn cái này mới đúng chứ, đèn A đúng không, tắt đúng không, B tắt được, A đúng tắt đúng không, ok đúng không, cái này chưa đều đúng không? Bạn mà chính nó đều đúng không, cái đắp ở đây đúng không, tìm chỗ chính nó đều rồi nha các bạn, vào đây chỗ bắt đầu rau email này chọn màu gì đây các bạn ha, structure là sẽ đều thấy chưa, ok link lắp ở đây, chúng ta sẽ link đắp ở đây đúng không, tương tự thôi, cũng dùng ít đúng không, mình chọn y các bạn ha, ít y đi ha cho nó dễ ha, y đi ha, cũng copy y này thôi các bạn ha, vậy thôi chúng ta sửa lại đúng không, giờ lại là y đúng không, y đây là y đúng chưa, y hết chỗ này sửa lại là gì, bên trên box này chính là button đúng không, button gì đây, một chấm gì color, color cho bạn một này, button 2 chứ quên, button 2 chấm gì đây,
Question 2 chấm gì đây? Chấm bắt cầu lo chứ, bắt cầu lo gì đây ha? Bắt cầu rau email các bạn ha. Mình chọn email đi ha. Nó sẽ bằng gì? Hình như chúng ta phải set tới cái này các bạn ha. Bắt cầu rau email gì đây? Nó là gì ta? Bắt cầu rau gì? Mình đến anh quên cái này, bắt đến coi lên mạng nó sập, nó quên rồi. Set background email siêu sắp ra bạn quên mất tiêu, đợi tí. Ok, email siêu sắp. Ok, WinForm mà ta coi ta chúng ta đã phát cái gì trong nhớ các bạn, coi nó set như thế nào ha. Email nó set kiểu sao để coi, link nó set kiểu sao. Xếp dạy thì phức tạp quá, không được đâu, được rồi. Kiếm nào xếp dạy dễ các bạn ha. Ok, đâu phải cái gì mình không nhớ các bạn, đâu phải cái gì mình không nhớ đâu ha. Xếp gì lâu quá mình không dùng, mình không nhớ được các bạn. Emotion này, bái vào đây ha. Bắt cầu rau email. Bắt cầu rau quên đi thật. Nó là cái này là gì ta? Nó là bắt cầu rau đó, nhưng mà chấm gì bằng gì? Để muốn biết sao ta. Mình coi thì nó làm sao các bạn. Đâu nhớ được các bạn. Vậy có đậu nó. Mình sẽ bắt cầu ra không? Cái này cũng phải cái mình tìm được ta. Mình đâu trời. Lâu quá trời ơi, đừng đâu trời. Bắt cầu rau, đợi xíu các bạn, trên bắt cầu rau email này có này, có thôi. Thôi bó tay vậy tìm ra trời, bình tĩnh để coi cái này đâu các bạn. Mình dùng mình có mình set chứ mình không có set cố định bạn. Dùng có mình set, cái lần có mình dùng mình có mình set, set background. Hình như là set background hay sao đây, anh xem lại. Chấm set không? Set. Set background. Không có trời. Tình đi. Set set thì ok. Chỉ nè, ví dụ như trên còn trên cái màu là ok rồi, chúng ta trên background, trên chúng ta tìm, chúng ta tìm cái đường dẫn đến này, chủ yếu là cái cú pháp đó mà chúng ta truyền được chèn cái đường dẫn đến như thế nào thôi, chứ còn chèn cái hình có đâu nói. Set background email. Result email, set background email, system result email, nó báo cái này thử các bạn ha. Ok, thử á. Đó, nó báo là button này, nó chỉ dài đúng không, result này button 2, thử đi. Build nó lỗi mà, build nó có lỗi không nha. Ok, nó phải cần có result này các bạn. Email này chúng ta chọn này, thì bây giờ mình chọn này, đấy là B rồi hả, đấy là A đúng không, hình này là gì đây, đây là A đúng không.
ngu ghê. Đây cái hình này là bạn này là chính là cái rùi thuộc này nè. A vậy là B. Ngu quá. B đúng không? Bạn nói là B để hình A vậy là hình B đúng không? B thôi. Ok. Tương tự đó là gì đây? Ok. À, ok, mình nghĩ đúng rồi các bạn. Không, không, đó, bạn thấy chưa? Ta click này. Tách click bật, không, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Đó. Đó, chúng ta có thể giờ đây các bạn, giờ đây các bạn có thể là điều khiển led các bạn thấy không? Đó, đó, click bật đèn, click nè. Và nó bị vướng nào ta? Phone chưa ít bình phone, chỗ này là y cái đúng rồi ha, y mấy đâu? Ok, nhìn các bạn. Thấy giờ đó. Không, đó. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đó, các bạn có thể nhận dữ liệu ha. Đơn giản như vậy thôi các bạn ha. Xin chào các bạn nha. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo. Quên tắt cái chứ.